Ra đây ba bước mình chia tay. Có lẽ ta chỉ nên gặp nhau từ đầu chắc sẽ tốt hơn. Anh cố gắng để giữ thật lâu vài điều tưởng như giấc mơ mà đâu biết đến mình. Nhưng đôi khi người mà mình yêu chẳng hề yêu mình tới đâu, thương mình gắn mặc cho bản thân và chiều thêm bao đớn đau. Điều gì khiến anh ở lại? Đó là nơi chỉ có tiếng thở dài, bao giờ nước tràn ly thì đó cũng là khi. Em vào vali hết, anh biết cũng đã đến lúc phải rời đi. Từ đi chia tay, kể từ hôm nay chẳng người về đây, bọn gì anh vẫn thuộc về. Và nếu con quay lại, vẫn sẽ như vậy. Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai. Từ đi chia tay, sẽ đau lắm đây, khiến anh phải ngủ say. Vì nếu là tốt cho cả hai, thì dừng lại. Mỗi lần đến Đà Lạt, tôi từng cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong cái lạnh của Đà Lạt, tôi có sự ấm áp của tất cả mọi người.